chúng ta thấy là không phải là chỉ là những cái câu chuyện truyền miệng nhau về những chuyện làm đẹp từ cái tờ Cleopat với lại tắm sữa tươi như là bác sĩ Duy Quân đã có trình bày rất là thú vị, hoặc là những cái chuyện làm đẹp của cặp Pompadour ở thời kỳ 18 làm đẹp bằng rượu vang với axit tartaric, những ghi nhận trong cái giấy cối cái thời Ebe từ cái Ai Đập cổ đại, người ta đã ghi chép được những cái cách mà người ta làm đẹp rồi. Rồi sau đó tới thế kỷ thứ 19 là những cái ứng dụng của TCA, của acid triglyceratic resinoalanine trong cái việc điều trị một số những cái bệnh sắc tố về da. Và ở thế kỷ 19 có thể nói là một cái bùng nổ với những cái ca chemical peeling mà đã được y văn ghi nhận với nhiều báo cáo. Chúng ta sẽ có những cái báo cáo ví dụ như là sử dụng phenol và TCA để làm trẻ da, làm giảm sẹo mụn của Obagi. Chúng ta cũng nghe những cái báo cáo về cái việc làm đẹp bằng AHA của cái ông Eugene Van Scott và Rui Yu. Hai người này là đồng sáng lập cái nhãn hàng Neosata mà các anh chị em đồng nghiệp cũng đã biết. Thế thì chúng ta thấy là cái lịch sử nó rất là lâu đời, và đây là một cái phương pháp dùng một hoặc là nhiều hóa chất để cải thiện kết cấu da thông qua tạo một cái vết thương ở bì, có thể là xuống dưới bì một chút và từ đó tạo ra tổ chức da mới. Và cái cơ chế làm trẻ hóa da của tái tạo da bằng hóa chất, mình so sánh hai làn da trẻ và làn da có tuổi, thì chúng ta thấy rằng là ở cái làn da mà có tuổi thì có tình trạng là tăng sắc tố, có tình trạng đó là nó dày cái lớp sừng nhưng mà nó lại mỏng đi cái phần những cái tế bào ở thượng bì, nó teo cái phần bì và teo cái lớp mỡ dưới da. Thế thì cái việc mà mình tái tạo da bằng hóa chất, tức là chúng ta đang dùng một cái biện pháp tạo một cái vết thương có chủ ý, có kiểm soát về độ sâu để từ đó tạo ra một cái đáp ứng lành thương và kích thích một cái tình trạng lành thương. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng từ đó nó giải phóng cytokine và những cái chất trung gian gây viêm, kết quả làm dày thượng bì, làm lắng động những cái sợi tạo keo, những cái thành phần cấu trúc tăng thể tích lớp bì. Và sở dĩ nó làm được điều đó thông qua ba việc. Việc thứ nhất là cái quá trình tiêu sừng từ cái nhóm ví dụ như là tất cả những cái axit. Thứ hai là biến tính protein và thông qua cái việc là đông tụ tế bào sừng ví dụ như là TCA. Và một vài hóa chất nó cũng có những cái cách mà nó làm trẻ riêng, ví dụ như chúng ta có tretinoin, có AHA. Thì trước mặt các bạn đó là những cái biểu hiện của làn da lão hóa. Chúng ta thấy có bất thường về mạch máu ha, đặc biệt là tạo ra những cái u mạch phẳng nhỏ nhỏ như thế này. Hồi xưa tôi hay nghe nói là nổi nốt ruồi son là giàu, nhưng mà bây giờ thì chúng ta biết là nổi nốt ruồi son nhiều là già. Thì chúng ta có những cái đốm nâu, những cái đốm trắng xen kẽ với nhau, rồi chúng ta có tình trạng da trùng nhão, những cái khối u lành tính hoặc là ác tính và những cái nếp nhăn ở trên mặt. Thế thì cái việc tái tạo da bằng hóa chất nó sẽ cải thiện những cái gì ở trong những cái hình ảnh mà khắc họa nên một cái làn da có tuổi mà các bạn vừa thấy. Thứ nhất là cải thiện đốm nâu, thứ hai là nếp nhăn, thứ ba là những tăng sinh lành tính và tiền ung, và từ đó nó làm cho da xuất hiện một cách phẳng phiu, trơn láng hơn. Và những cái vị trí chúng ta có thể thực hiện được cái việc trẻ hóa da bằng hóa chất sẽ bao gồm có thứ nhất là ở mặt, thứ hai là ở cổ, ở ngực, ở tay. Và các bạn lưu ý rằng đối với lại những cái vị trí ngoài mặt, đặc biệt là ở cổ, ở ngực và ở tay đó, thì cái nguy cơ nó sẹo nó cao hơn. Lý do là vì ở chỗ đó thì cái mật độ của cái tuyến bã nhờn ít hơn, nó liên quan đến cái cơ chế về lành thương. Và cũng còn một cái điều thú vị nữa là bây giờ người ta còn thực hiện trẻ hóa da ở những vùng da khác. Các bạn thấy là như là những cái báo cáo là trẻ hóa da luôn cả móng và vùng da quanh móng nữa. Đúng là làm đẹp đúng là vất vả. Thì những cái dạng mà sản phẩm để chúng ta có thể thực hiện tái tạo da bằng hóa chất, hồi nãy trong cái phần báo cáo của bác sĩ Duy Quân á, chúng ta đã được nghe mình có dạng dung dịch là đa số. Cái ưu điểm của nó đó là bằng một cái dung tích nhỏ thôi, chúng ta có thể dàn trải ra được trên một cái diện tích da lớn. Nhưng mà nó sẽ có một cái dở, đó là nó có thể nước chảy chỗ trũng mà. Thành ra là ở những cái vùng trũng như là khóe mũi, ở cái khóe miệng này, nếu không được bảo vệ tốt, nó có thể tăng sắc tố sau viêm, thậm chí là loét ở những cái vùng da đó. Thì những cái dạng như gel, cream hoặc là dạng gôm thì nó sẽ đặc hơn, cho nên là nó sẽ đỡ đi cái khuyết điểm mà làm lan chảy ra cái dung dịch lộ qua những cái vùng da không muốn. Và nó cũng có một vài cái ưu thế hơn so với lại là cái dạng dung dịch, mặc dù là dạng dung dịch là phổ biến.
Và những cái thành phần lột trong trẻ hóa da thì tất cả những cái axit mà đã được kể trong cái những cái thành phần hóa chất để peel da, chúng ta đều có thể áp dụng cho cái việc mà mình trẻ hóa da bằng cái phương pháp mà tái tạo da bằng hóa chất. Tuy nhiên, về cái chứng cứ thì đối với người da màu của chúng ta thì người ta khuyến khích là mình nên chọn lựa axit cái nhóm mà alpha hydroxy acid, tức là axit glycolic và axit lactic. Rồi tới beta thì chúng ta có là axit salicylic, chúng ta có TCA, thì những cái đó sẽ được khuyến cáo là chọn lựa nhiều hơn trong việc làm trẻ hóa da. Và cái việc chọn lựa bệnh nhân để thực hiện cái trẻ hóa da là một yếu tố rất quan trọng. Nó sẽ dựa vào thứ nhất là cái phân loại của Fibabric, thứ hai nữa là cái phân loại mức độ lão hóa của logo, thứ ba là chúng ta loại trừ những cái nhóm đối tượng nguy cơ, và cuối cùng nữa đương nhiên đó là những cái người thuộc nhóm chống chỉ định. Thì đối với lại cái phân loại của Fibabric thì rõ ràng chúng ta thấy rằng những người có làn da sáng màu sẽ là những cái ứng viên tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Còn những nhóm mà cái da sẫm màu 4, 5, 6 thì sẽ là không phải là một cái chọn lựa tốt. Tuy nhiên trong những cái trường hợp nhất thiết phải làm thì vẫn có thể làm cho nhóm 4, hoặc là có thể cải biên cái công thức để mà mình lột cho nhóm 4 và nhóm 5. Thì những cái đối tượng nguy cơ của chúng ta sẽ bao gồm những cái người không tìm hiểu kỹ. Tôi nghe nói bệnh viện, tôi nghe nói ở phòng khám đó peel đẹp, tôi nghe tới tôi peel thôi. Nhưng nghe là chưa biết cái việc làm của mình, chưa có một cái theo dõi gì để mà biết những cái thông tin nắm bắt trong cái việc mà họ sẽ chăm sóc như thế nào. Những người khó tuân thủ tốt trong cái việc chăm sóc trước và sau lột. Những người có tiền sử khó lành thương, hoặc là có tiền sử mà tăng sắc tố sau viêm nặng nề. Thì những cái trường hợp đó chúng ta sẽ coi đó là những cái đối tượng nguy cơ. Và những cái người mà chống chỉ định thì sẽ gồm có thứ nhất cơ địa sậu lồi, các bạn biết rồi ha. Thứ hai nữa đó là điều trị bằng tia X hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt. Vừa ngưng uống isotretinoin dưới 6 tháng, đang dùng những cái chất gây nhạy cảm ánh sáng, steroid kéo dài, thuốc điều hòa miễn dịch. Bệnh tim mạch, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, bệnh thận hoặc là gan mãn tính, bệnh về mô liên kết. Những cái bệnh da có nguy cơ có hiện tượng cấp nơ thì các bạn biết rồi, vậy nên ly canh phẳng, mụn cốc phẳng, bạch biến, thì những cái đó là có hiện tượng cấp nơ thì mình cũng sẽ tránh làm cái việc mà peel da nếu mà cái vùng đó là đang còn ở cái giai đoạn mà hoạt tính của bệnh. Tiền sử herpes, viêm da tiếp mã, viêm da cơ địa trên cái vùng da mà mình sắp lột, có thai cho con bú và dị ứng với các thành phần của thuốc lột. Tôi thấy tôi kể chống chỉ định hơi bị nhiều, nhưng mà có lẽ là các thông cảm đi, tại lớn tuổi rồi cẩn thận, càng già càng kỹ. Thế thì cái việc mà phân loại lột da nó sẽ tùy thuộc vào độ sâu và các thành phần và nồng độ lột. Hồi nãy chúng ta đã được nghe cái báo cáo rất là chi tiết của bài bác sĩ Quân rồi. Thì như vậy thì dựa vào các thành phần và cái nồng độ mà chúng ta sẽ có những cái độ thâm nhập khác nhau. Và đối với lại mình tái tạo da bằng hóa chất cho việc làm để làm trẻ hóa da thì chúng ta sẽ có những cái nồng độ lột tùy theo cái mức độ lão hóa. Ở cái loại nhẹ thì chúng ta sẽ dùng cái độ lột là nông, ở cái trung bình là thì chúng ta dùng cái độ lột trung bình, tiến triển thì chúng ta dùng độ lột trung bình, và trong trường hợp mà cái mức độ lão hóa nặng thì chúng ta sẽ dùng là trung bình cho tới sâu. Trong cái việc tái tạo da bằng hóa chất đó thì người ta cũng thấy rằng người ta có thể sử dụng những cái biện pháp mà gọi là cái mình lột mà nó thăng tiến từ từ đó. Tức là qua những cái lần lột thì cái nồng độ sẽ được tăng lên, hoặc là cái số cái lớp mà cái lần mà mình quét dung dịch đó nó sẽ tăng lên. Và ở cái bảng bên tay phải của các bạn còn cho thấy rằng là người ta chia với cái nhóm da sáng từ 1 tới 3 và cái nhóm da sẫm màu hơn từ 4 đến 6 thì chúng ta sẽ thấy có những sự thay đổi trong cái nồng độ lột cũng giống như là cái số lần mà phết lên. Thì tài liệu này có ở trong cái USB gửi cho các bạn rồi. Thì mình chuẩn bị trước khi mà tái tạo da bằng hóa chất là một cái việc làm rất là quan trọng để có kết quả tối ưu. Thì cái mục tiêu của nó, một là mình kích hoạt da, hai là kiểm soát về độ sâu, ba là ngừa tăng sắc tố sau viêm, và bốn là rút ngắn thời gian hồi phục. Và chúng ta nên bắt đầu từ 4 đến 6 tuần trước quy trình với những cái việc như là chống nắng nghiêm ngặt và thực hiện bôi những cái thành phần hoạt tính. Ba thành phần hoạt tính, một là tretinoin, hai nữa đó là hydroquinone và ba là AHA. Cũng có một số tác giả có thể phối hợp với lại vitamin C. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng cái việc chuẩn bị trước khi mà tái tạo da bằng hóa chất ha, trong vòng là 1 cho tới 1 tháng rưỡi trước thì người ta đã tránh nắng rồi, người ta bôi những cái chất mà như tôi đã nói. Một tuần trước đó là ngưng, không có cho bôi gì hết, chỉ dưỡng ẩm thôi, tránh nắng. Hai ngày trước đó là người ta điều trị dự phòng nhiễm
đẹp best. Và cái ngày mà đi tới đó thì là không trang điểm, rửa mặt sạch, không sử dụng nước hoa, rồi bắt đầu người ta mới tái tạo da bằng hóa chất. Thì như vậy người ta chuẩn bị rất là kỹ. Và mình cũng chú ý là có những cái vùng da cần được bảo vệ, đó là những cái vùng mình không tác động tới, là những cái vùng lỗ tự nhiên, bao gồm có hốc mắt, ở môi. Và chúng ta sẽ chú ý những cái chỗ trũng, ví dụ như ở đuôi mắt, ở khóe mũi hoặc là ở cái mép. Thì để những cái chỗ đó thì chúng ta sẽ bôi cái Vaseline để mà bảo vệ. Và khi tiến hành làm thì khi mà chuẩn bị xong, mình bắt đầu là mình bôi những cái sản phẩm lột xong, mình trung hòa nếu trong trường hợp sản phẩm đó cần trung hòa. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là có những cái chọn lựa điều trị tăng cường như là bôi Tretinoin, sau đó mình thực hiện là bôi thêm dưỡng ẩm làm dịu da, bảo vệ. Còn nếu mà mình không có những cái push, những cái điều trị tăng cường thì chúng ta sẽ thực hiện là cái việc dưỡng ẩm và đồng thời đó là bảo vệ và làm dịu da. Sau lột thì về thuốc thì cho giảm đau, giảm ngứa, kháng sinh. Mỹ phẩm thì sử dụng kem chống nắng, dưỡng ẩm và phục hồi da. Và chống nắng triệt để, ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên để cho chỗ này nó đừng có bị bung mấy cái phần vẩy ra và đồng thời là không gỡ, không có lột vẩy. Những cái vấn đề tuổi khác, ví dụ như tuổi tác, giới tính, thuốc lá, dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến chất lượng lột. Thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc lá thì các bạn biết nó làm gia tăng cái tình trạng lão hóa da thông qua nhiều cơ chế. Ngoài cái chất là chất độc nè, ngoài là chất oxy nè, oxy hóa nè, hai nữa làm co mạch máu nè, làm tăng thoái biến estrogen, vitamin C vân vân, thì cái đó là nó sẽ làm cho kết quả điều trị của chúng ta kém hơn và làm chậm lành thương. Thì chúng ta cũng có thể kết hợp tái tạo da bằng hóa chất trong cái mong muốn trẻ hóa da với những cái phương pháp khác như là siêu mài da, sóng siêu âm, IBL, đèn LED, laser không bóc tách, tiêm vi điểm, tiêm botulinum toxin và chất làm đầy. Nhưng mà thông thường là người ta đợi sau cái giai đoạn bong da thì người ta mới thực hiện tiêm. Và những cái biến chứng của tái tạo da bằng hóa chất nó sẽ tăng theo cái độ sâu của cái việc mà mình tái tạo. Thì chúng ta biết được rằng là tái tạo da bằng hóa chất là phương pháp trẻ hóa da dễ thực hiện, rẻ tiền và đã được thực hiện từ rất lâu đời. Với độ lột sâu thì chúng ta cần có một cái am hiểu về chăm sóc vết thương. Cái việc mà mình chọn lựa bệnh nhân kỹ, mình tư vấn cho chu đáo để cho người bệnh có thể thực hiện chăm sóc tốt và sau khi lột da sẽ là chìa khóa giúp cho chúng ta thành công. Và bài báo cáo của tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn cô Sương đã báo cáo rất là đúng giờ. Dạ. Xin mời cô Sương nán lại để nhận kỷ niệm chương của ban tổ chức.